Bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi thứ hai của chương trình Con Biết Tuốt. Thưa quý vị, ở vòng thi thứ hai, với mỗi câu hỏi chúng ta sẽ có hai chủ đề để cho các bé lựa chọn. Gia đình của Hồng Ánh, Hồng Ngọc sẽ tham gia vòng này trước tiên. Hai chủ đề dành cho chúng ta đó là gì? Đó là chủ đề nội trợ và chủ đề thể thao. Các con thích chủ đề nào hơn, nội trợ hay thể thao? Dạ thể thao. Thể thao, các con có tập thể thao không? Dạ không có. À, ba con có tập không? Dạ có. Ba con tập gì con biết không? Dạ ba con tập đá banh. À, ba con tập đá banh. Mình tập đá banh ha anh. Đá banh chơi còn tập gì nữa. Vậy thì các con sẽ bấm nút chọn chủ đề thể thao. Câu hỏi với chủ đề này như sau. Môn võ judo của Nhật Bản có tên tiếng Việt là gì? A. Kiếm đạo. B. Nhu đạo. C. Thái cực đạo. D. Trà đạo. 10 giây bắt đầu. Cái này Nhật Bản thì chắc là nhu đạo. Nhu đạo không ạ? Nhu đạo. Nhu... Thời gian kết thúc. Mình xin chọn đáp án B. Nhu đạo. Vì sao anh chọn đáp án này thưa anh? Mình nghĩ kiếm đạo là một cái môn khác rồi. Là phải dùng kiếm. Đúng rồi. Thái cực đạo là cũng không phải rồi. Còn trà đạo thì... Trà, về trà. Về trà rồi. Ẩm thực trà. Nên mình nghĩ là judo là nhu đạo. Dạ. Yeah. Mình có thể mình lý giải theo cái những gì mà mình biết. Ta từng xem judo rồi đúng không anh? Đúng. Dạ. Yeah. Mình đã từng xem những cái võ sĩ thi đấu cái môn judo này. Thì họ thường thường là họ dùng những cái lực như là nhu thắng cương. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Thì ở đây thì mình thấy có chữ nhu. Và đây cũng là đáp án chính xác của chương trình. Xin chúc mừng anh. Với những môn còn lại như môn kiếm đạo, cái tên Nhật Bản là Kendo, trà đạo là Chado, thái cực đạo là Taekwondo, judo còn gọi là nhu đạo. Anh mang về cho nhà mình 10 điểm. Gia đình của Quốc Anh, Châu Anh. Hai chủ đề để các con lựa chọn là chủ đề hải sản và hoạt hình. Các bé nói gì với những chủ đề này? Ba con rất là hay giận. Có một lần mẹ đi đón con học thêm, mẹ hỏi là con có đi ăn không, con nói là dạ đi. Thế là hai mẹ con đi ăn non về tới nhà, ba là sao không chợ, sao không mua về, hay là kêu ba đi ăn chung. Từ việc đó mẹ đã rút ra kinh nghiệm. Trong một lần đi Phan Thiết, mẹ thấy một cái tàu đánh cá mới cập bến thì mẹ vội chạy vào mua hải sản. Nhưng mà mẹ nghĩ đến chuyện hôm đó thì mẹ nghĩ là mua về mà ba không ăn thì cũng uổng, hỏi ba cho nó chắc ăn. Đi về hỏi ba, ba nói là ba không ăn. Quay lại chỗ mua thì người ta nói là mua hết đồ ăn rồi. Thế là giận thiệt à. À, ba có bây giờ giận con không Quốc Anh? Dạ có. Con làm gì thì ba con giận? Con ngồi chơi bên đóng bàm đám ăn con. Con không chịu học bài. À, con không chịu học bài. Thành ra ba đánh mông con đúng không? Vậy thì con học bài đi, con siêng đi thì ba sẽ không đánh mông con nữa con nha. Nhà mình sẽ chọn chủ đề nào đây? Dạ hoạt hình. Hoạt hình, bấm nút chọn hoạt hình. Mèo máy Doraemon không có bộ phận nào sau đây trên cơ thể? A. Mũi. B. Đuôi. C. Tai. D. Râu. 10 giây bắt đầu. Quyết định là phương án C là tai. Anh chọn phương án C, tai. Đáp án mà anh chị đưa ra, đáp án C, lỗ tai là đáp án chính xác. Chúc mừng. Anh mang về cho nhà mình thêm 10 điểm. Xin chúc mừng. Tiếp theo đến với gia đình của Hồng Ánh và Hồng Ngọc. Hai chủ đề dành cho chúng ta đó là chủ đề. Hai chủ đề dành cho gia đình Hồng Ánh, Hồng Ngọc là thời gian và trò chơi điện tử. Mời quý vị khán giả nghe các bé chia sẻ về chủ đề này. Ba, mẹ còn giận nhau vì chuyện đưa đón của con. Mẹ không chịu đón được con, cứ để cho ba đó. Cái ba nói là cô muốn đón thì cô đón đi. Cái mẹ nói là
Anh còn anh muốn đó thì anh nắm đi. Trời ơi. Rồi giờ cuối cùng là ai đón? Cô muốn đón thì cô đón đi, anh muốn đón thì anh đón đi. Rồi cuối cùng không ai đón hai đứa nhỏ hết. Dạ, ba đón. Cuối cùng là ba đi đón hả con? Ừ. Tại sao là mình lại giận nhau vì cái chuyện đó vậy thưa anh? Cái này là có một lần là cũng lâu lắm rồi. Bé nhỏ là nó nhớ nhiều cái chuyện mà cũng nhớ lại khi không nào luôn. Con nít nhớ dai lắm. Lâu lắm rồi. Là qua chương trình này mình thấy là con nít không có phải lúc nào cũng đơn giản giống như mình vẫn nghĩ. Với chủ đề thời gian và trò chơi điện tử, hai con thích chủ đề nào hơn? Thời gian. Bấm nút chọn thời gian. Lời của bài hát nào sau đây bắt đầu bằng hai chữ thời gian? A. Dòng thời gian của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. B. Mong ước kỷ niệm xưa của nhạc sĩ Xuân Phương. C. Thời gian của nhóm rock Thủy Triều Đỏ. D. Trưa vắng của nhạc sĩ Huy Tuấn. 10 giây bắt đầu. Và ở câu hỏi này chúng ta có hai đáp án đúng lần nha. Mình hãy chọn một đáp án trước. Mình chọn đáp án đầu tiên là mình hay thường nghe là bài cái đáp án thứ hai, mong ước kỷ niệm xưa. Anh có biết bài này không ạ? Mình cũng có biết. Dạ anh hát thử cho mọi người nghe được không anh? Thời gian xuống mong chỉ còn lại những kỷ niệm. Kỷ niệm tháng yêu ơi, chính thật nhớ thầy cô. Bạn bè xấu yêu ơi. Mình không thuộc lời lắm nhưng mà mình biết giai điệu. Chỉ cần hát được đúng câu đầu thời gian trôi qua mau là có điểm rồi thì anh chúc mừng anh. Đó là câu trả lời chính xác đầu tiên. Bây giờ anh chị muốn đi tiếp hay mình sẽ dừng lại? Em coi đi tiếp thôi. Không biết, thật ra không biết đáp án nào. Mình quyết định đi tiếp. Quyết định đi tiếp. Và đáp án anh chị đưa ra là gì? Đáp án thứ hai của nhà mình. Đáp án của mình là thời gian của nhóm rock Thủy Triều Đỏ. Anh lựa chọn đáp án C. Trưa vắng không phải. Bài thời gian của nhóm rock Thủy Triều Đỏ. Thời gian trôi qua kẻ tay, còn đâu hơi ấm nồng nàn. Đó là câu hát mở đầu cho bài hát thời gian của nhóm rock Thủy Triều Đỏ. Xin chúc mừng. Nhà mình đã mang về trọn vẹn 20 điểm. Gia đình của Quốc Anh và Châu Anh, hai chủ đề dành cho chúng ta đó là mèo vặt và gia cầm. Các con thích chủ đề nào hơn? Dạ, chọn mèo vặt. Con chọn chủ đề mèo vặt. Bấm nút. Anh chị lắng nghe câu hỏi nha. Để làm sạch nhớt và khử mùi tanh của con lươn, trước khi nấu, người ta thường ngâm lươn với dung dịch nào? A. Rượu. B. Giấm. C. Nước mắm. D. Nước cốt chanh. 10 giây bắt đầu. Dạ, gia đình xin chọn giấm. Tại vì cái này mình có làm rồi. Anh có ý kiến gì không ạ? Cái này bếp nút là bà xã rồi, giao toàn quyền. Dạ, toàn quyền bà định đoạt. Nhưng mà lần này thì chế định đoạt chưa chính xác. Rất tiếc. Lương làm sạch nhớt bằng cách tuốt lương với nước cốt chanh. Không nên dùng giấm vì giấm sẽ làm cho lương mất mùi vị đặc trưng riêng. Hoặc ngâm lương vào rượu khoảng từ 30 đến 45 độ. Khi nào không nghe tiếng lương kêu chít chít nữa thì bỏ ra thịt và chế biến. Có nghĩa đáp án chính xác của chúng ta phải là đáp án A, rượu, và đáp án D, nước cốt chanh. Rất tiếc là gia đình chúng ta mất cơ hội mang về 20 triệu đồng. Trở lại với gia đình của Hồng Ngọc và Hồng Ánh. Hai chủ đề đó là mạng xã hội và chủ đề sinh học. Mời quý vị hãy cùng nghe các bé chia sẻ về chủ đề này. Mẹ con thích Facebook. Mẹ con chơi từ sáng đến tối mệt quá. Chạy về nhà. Dạ, tại vì ngày nào mẹ cũng ôm cái máy hết á. Mẹ ơi, mẹ chơi cái gì trên máy mà mẹ chơi lâu dữ vậy mẹ? Thực ra là không phải vậy. Bởi vì em là ngoài cái công việc chính thì em có làm thêm trên cộng đồng mạng. Thì em là quản lý một số bay rồi đó anh. Thường xuyên phải online để mà tương tác với lại các bạn. Chứ không phải là mẹ lên đó để mẹ chơi chơi game hay là chơi tầm bậy. Đúng rồi. Không phải là mẹ lên mạng chat chít với bạn bè, mà mẹ đang làm việc đó mấy con. Vậy thì các con sẽ chọn chủ đề nào đây? Dạ, mạng xã hội. Mạng xã hội, bấm nút. Chủ đề này chắc trúng tủ của mẹ quá.
Và hãy nhớ rằng ở câu hỏi này chúng ta có tới 3 đáp án đúng lần anh chị nhé. Cứ lần lượt lựa chọn từng đáp án một. Câu hỏi về chủ đề mạng xã hội. Mạng Facebook có những tính năng nào sau đây? A. Follow, theo dõi. B. Block user, chặn người dùng. C. Dislike. D. Name, pronunciation, phát âm tên. 10 giây bắt đầu. Đó, follow là chắc chắn có rồi. Block user là chặn người dùng cũng có luôn. Còn mình, dislike là có. Mình chọn đáp án đầu tiên là follow. Anh lựa chọn đáp án đầu tiên, follow. Nếu như ai sử dụng Facebook thì cũng đều biết cái tính năng này rất thường xuyên, rất cần thiết. Nếu như mình không kết bạn được với một người nào đó thì mình có thể dùng cái tính năng follow này để theo dõi họ. Đây là đáp án chính xác, chúc mừng anh. Mình sẽ đi tiếp với dừng lại. Đi tiếp. Đáp án thứ hai của anh lựa chọn là gì? Em chọn là block user, chặn người dùng. Chặn người dùng, block user. Chị có bao giờ phải dùng đến tính năng này chưa? Rất là nhiều. Giống như những fan nào mà hâm mộ quá khích là mình phải chặn họ liền. Trời ơi, hay là có ông xã ở đây nên nó mới nói vậy. B, block user. Đây là đáp án chính xác, chúc mừng. Anh chị đã có 20 điểm rồi. Đi tiếp hay dừng lại tại đây? Dislike hình như dislike bây giờ cũng có rồi đó anh. Không? Có cái like và cái dislike rồi. Cái còn một cái nữa. Tại là hãy cẩn thận với sự lựa chọn của mình. Mình đọc không thích là ở trong đó là nó có inline chứ không phải là dislike. Nhưng mà mình không biết dislike với inline là cũng là nghĩa nó vẫn như nhau mà. Hay là inline là không like nữa, là người ta đúng inline rồi. Còn dislike hình như là một cái tính năng mà Facebook nó mới phát triển đây thôi hay sao đó. Dạ bây giờ anh chị đi tiếp hay dừng lại ạ? À? Quyết định đi tiếp. Đi tiếp và cân nhắc với sự lựa chọn của mình nha. Bởi vì cái lần lựa chọn này nếu đúng mình sẽ có 30 điểm, nhưng nếu sai mình mất 20 điểm mình đã có trước đó. Câu trả lời cuối cùng của chúng ta là... Em chọn là dislike đi. Dislike, đáp án C đúng không ạ? Đáp án C, dislike. Không biết nữa. Ở đây dòm qua các bạn khán giả đa số là trẻ, chắc chắn là ai cũng có Facebook hết trơn á. Các bạn hãy cho Đại Nghĩa biết cái sự lựa chọn C, dislike là chính xác hay không? Bên đây một vài ý kiến cho rằng không, bên đây nhiều người cho rằng không. Đáp án của chương trình nói rằng đáp án này là đáp án không đúng. Facebook có thể đã cân nhắc cho ra đời một nút dislike theo đúng nghĩa của nó. Tuy nhiên, thực hiện điều này một cách đủ tinh tế không hề dễ dàng. Trong một bài viết được đăng tải gần đây, giám đốc thiết kế sản phẩm của Facebook đã chia sẻ lý do mạng xã hội này thay ý tưởng làm nút dislike sang thực hiện hệ thống Facebook Reaction. Đáp án chính xác của chúng ta là Name, Pronunciation, phát âm tên, chứ không phải là dislike. Vậy là chúng ta rất tiếc khi để mất đi 20 điểm mà mình đã có trước đó. Chúng ta sẽ đến với gia đình của Quốc Anh và Châu Anh. Cơ hội dành cho nhà mình nha. Hai chủ đề đó là máy vi tính và chủ đề phát minh. Các con thích chủ đề nào? Dạ máy vi tính. Các con thích chủ đề máy vi tính. Bấm nút chọn nào. Trong các chương trình Microsoft Office, cụm từ nào sau đây chỉ phông chữ A. Times New Roman, B. Vinitime, C. Bookman New, D. Book Antiqua. 10 giây bắt đầu. Rồi, chúng nghề, chúng. Chúng. 30 điểm ăn chắc. Trời ơi, tự tin quá, 30 điểm ăn chắc. Dạ. Anh chỉ cần chọn giùm cho Đại Nghĩa một cái trước đi. A. Đáp án A. Cái cụm từ này Times New Roman là khá quen thuộc với chúng ta khi chúng ta lựa chọn phông chữ. Đây là đáp án chính xác, chúc mừng anh. Yeah. Anh chị đi tiếp hay dừng lại? Đi tiếp chứ. Quyết định đi tiếp và đáp án anh chị đưa ra là gì? B. B. Vinitime. Cái này cũng khá quen đúng không ạ? Đây là đáp án chính xác, chúc mừng. Yeah, anh đi tiếp hay dừng lại nữa? Đi tiếp. Sao bây giờ lại có một cái sự lưỡng lự rụt rè ở đây? 60. Anh đi tiếp hay dừng lại? Chắc thì ngừng lại. Không, dừng lại đi cho chắc ăn. Anh quyết định dừng lại. Như hồi nãy anh đã rất tự tin, anh nói 30 điểm ăn chắc, giờ mới có 20 điểm anh đã quyết định dừng lại. Cái này nó chắc hơn. Dạ. Vậy thì cái 10 điểm cuối cùng của anh sẽ nằm ở đáp án nào ạ? Nếu anh được lựa chọn tiếp. Câu D. Vậy tại sao anh không chọn luôn?
mà anh lại dừng lại để hưởng trọn vẹn số điểm, bởi vì đáp án D là đáp án chính xác. Bút anh thì quạt. Vậy là nhà mình trả lời đúng được hai câu, mang về cho mình 20 điểm. Kết thúc vòng thứ hai, điểm số 2 gia đình như sau: gia đình của Quốc Anh và Châu Anh 60 điểm. Yeah. Gia đình của Hồng Ngọc, Hồng Ánh 50 điểm. Tiếc phải không anh chị? Dạ, nhưng mà đó là quy luật của cuộc chơi chúng ta. Cái chính là chúng ta sẽ đến đây có những phút giây cùng với gia đình của mình, lắng nghe các con nói để hiểu các con đang nghĩ gì về ba mẹ của chúng. Cảm ơn anh chị đã đến tham gia chương trình. Còn hai con sẽ có một phần quà trị giá 3 triệu đồng từ chương trình. Hãy xem đó là món quà gì nha. Có hai món để các con lựa chọn. Hai phần quà để cho các con lựa chọn đó là bộ đồ chơi và một buổi tối buffet gia đình. Các con thích phần quà nào? Dạ, bộ đồ chơi. Thích bộ đồ chơi, bấm nút chọn nào. Chúc mừng hai con. Và chúng ta sẽ đến với vòng đặc biệt cùng gia đình bé Quốc Anh và bé Châu Anh sau ít phút.